Em chào các bác nhé, em Lâm đây, lại lên tiếp cho các bác một con viền đen, ba la viền đen, dòng 3 từ IH. Đấy, à, bếp size 60 cũng là con hàng cực đẹp luôn. Đấy, mặt kính em quay cho bác đây. Chất bếp thì tương đối là còn đẹp. Nói chung là không được đẹp sắc nét như mới, nhưng mà chất bếp như này thì em nghĩ là quá đẹp rồi. Bên ngoài thì không ăn gì mục mọt gì, ngò lướng đây, tương đối là còn sáng sủa đẹp trai. À, em quay bằng má vào đây. Má nó là KZFT60MS. Cái tem bên ngoài đây, KZFT60MS, trùng đầu trùng đít trùng đuôi đây. Đấy. Đấy. À, tổng suất dùng 5800W, điện từ 200V ở bên Nhật về Việt Nam mình thì nó thích hợp cho điện 220V đến 230V, các bác không cần phải mua cục hạ điện. Đấy, khu vực điện áp cao 240V thì mới phải mua cục hạ điện. Đấy. Bếp thì là phím đề, dòng đời cao thì là phím đề rồi. À, đấy, phím chìm. Đấy, rất là đẹp. Để em bật. Đẹp luôn. Bật cái xôi ngay, bật cái xôi ngay. Rất là đẹp. Bếp xôi rất là nhanh, từ con thì bật ở dưới. Đấy, từ con thì bật ở đây. Thì một lát em sẽ để bếp vào cho bác. Em quay qua bên trên. Đây thì tất cả bếp như hẹn giờ, hẹn trước các kiểu là nó đầy đủ hết nhé. Đấy, đầy đủ hết, hẹn giờ, hẹn trước đầy đủ hết nhé. Đấy, rất là đẹp. Thì em tắt đi một tí nó lại tắt bếp. Đấy, hẹn giờ một phút này, đấy, tắt đi. Đấy, ở dưới mới ôm này hiển thị nướng này. Đấy, ôm này là dùng bếp từ con trên này. Còn đây là khóa tất cả bếp này. Đấy, nó đơn giản, nó dùng nó rất là đơn giản luôn. Đấy, còn đây là cái đồng hồ hẹn giờ một lúc cùng lúc hai bếp. Đấy, còn không thì hẹn giờ từng bếp một ở trên cũng được. Đấy, tùy các bác. Đấy, đây là hẹn giờ tắt tổng thể bếp. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, bếp thì em vẫn cam kết bác là hàng nguyên bản nguyên zin, đồ đạc zin theo bếp, không chế cháo, không động chạm gì, mạch nước zin, sai em tặng bếp tặng tiền. Đấy, trước này thì rất là bình dân. Đấy, giá rất là bình dân luôn. Bác nào lấy thì cứ alo cho em. Giá là chỉ hơn chục triệu một chút thôi. Đấy, còn ngoài bao nhiêu triệu thì bác cứ lấy alo cho em. Hai số điện thoại em đều ghi sẵn trên màn hình. Nhà em thì ship tất tỉnh thành nhá. Bác nào kết chức nào thì cứ alo cho em. Đấy, vì bếp nó quá đẹp rồi. Em camera quay qua xung quanh bếp cho bác lần nữa, quá đẹp lắm. Bác nữa phải yêu cầu về chi tiết gì để quay rất chậm luôn. Đấy, video thì không thể chỉnh sửa được. Mạng chụp ảnh thì có thể chỉnh sửa được, chứ video thì không thể chỉnh sửa công ty được. Đấy, bác làm kết chức nào thì cứ nhấc máy em gọi em thôi. Sai 60. Em tắt bếp quay qua mặt kính các bác nhìn này. Mặt kính cực đẹp luôn. Đó chỉ có một bên con Meta thôi nhá. Để hỗ trợ không kén lồi đấy, lồi ba từ ba đáy năm đáy đấy. Bác lấy thì ca luôn, hai số điện thoại em ghi sẵn trên màn hình nhá. Đấy, em chào các bác nhá. Bếp thì nó full hết các tính năng rồi. Những cái con viền đen này thì các bác yên tâm là dưới đây nó đều có cái các cái mặt cảm ứng là chẳng chống chản đấy. Tức là những cái dòng bếp VIP này thì con nào cũng đều chống chản hết, nên các bác không phải hỏi em là có chống chản hay có chống cạn nồi không gì đây. Nó full hết tính năng rồi, nên các bác cũng không hỏi em gì đâu. Đấy, cái quan trọng là các bác có để ý là có kết cái này không thì alo cho em thôi. Đấy, em chào các bác nhá.